Hello, Tống Phương chào quý vị và các bạn ha. Hôm nay thì ngày tháng đủ thì 30 còn tháng này nó thiếu 1 nữa rồi. Nay mình cũng có nấu cơm cũng bà mẹ mình với bạn. Nay mình quay vòng vòng anh em xem vui ha. Chia sẻ cũng đừng làm món ăn với bạn ơi. Về món ăn cúng. Đây đứng sắc măng nha các bạn. Măng làm gì? Làm tương. Này đồ tương các bạn ạ. Bên kia măng này quả nó ấu chế bằng măng tương. Này thịt kho gì ạ? Nấu tiêu các bạn ơi, cúng trên nhà mình thì tương còn làm vài món để với anh em, ai dùng tương dùng ai dùng mặn dùng. Ngày cô bác anh em cũng xúm lại cũng hơi đông vui mà. Ngày đứng sắc kiệu làm chắc bỏ chua ha. Bò hả? Đăng clip lên mới thấy. Nè, có quay trực tiếp. Làm như mày, gặp mày rồi mà trốn đâu khỏi. Quay gì ra tao gọi đây cũng đường chế biến các bạn ạ. Và mực này làm lẩu à? Lẩu. Đến mấy tôm các bạn ạ. Tôm mực làm lẩu luôn. Có quay vòng bò hồi chắc cũng sợ né các bạn ạ. Món này món gì? Thì cũng muốn tương các bạn ạ. À, tương gói và lá cách chiên giòn các bạn ạ. Tương thì hả? Thịt cho lưỡi nướng hả? Món tương hả? Món tương các bạn ạ. Tương giả giả thịt mà. Cái nồi này nồi gì? Chào giòn. Cái gì? Xào giòn. Xào giòn hả? Ừ. Món tương nha các bạn. Tương bên đó mấy dĩa bún với thịt quay cũng sắp ra sẵn à. Bún mì. Quay vòng cho anh em xem vui ha. Nên mình quay mình không có quay nhậu nhẹt các bạn ơi. Tại nhậu nhẹt có rượu bia rồi này nọ nó vi phạm nguyên tắc cộng đồng nhiều quá, clip mình cũng bị vi phạm nhiều quá các bạn ơi. Giờ bữa mình gỡ mấy clip ăn nhậu xuống bớt các bạn. Nay thì mấy anh em con cháu cũng xúm lại cũng động vui chỗ này, đừng ngồi uống nước trà các bạn ơi, nước trà tâm sự. Đây cũng anh em con cháu mình không à. Anh em cũng gom lại uống trà nói cho tâm sự rồi các bạn. Nay mình không có quay nhậu nhẹt các bạn cũng thông cảm ha. Quay nhậu rồi quay. Dây buộc đây nè, chuyển đây nè, để gót gót đi. Gót gót để. Mình khen rồi. Chút xíu. Cũng gớm thằng ơi chơi. Bộ mà lấy con bỏ ra coi.
khoái hả dạ? Không phải cúng lân tay mà. Ở này cũng không bà. Tương sao mà ngoài cũng cũng mặn cũng nhá lửa hả? Mới dần bàn mấy bạn ạ. Tiệc rồi mấy bạn ơi, này mình không quay nhậu mấy bạn, quay clip gì cho mấy bạn xem vui ha. Clip mình tới đây cũng xin kết thúc quý vị và các bạn ơi, nhắn lại clip kế tiếp ha.